Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chúng tôi đã thank you.
Thank you.
xẻo đi, nhưng chỉ bán cho chúng ta. Cái gì bao nhiêu lâu, người ta tắt lại cho mắt, thì đã là gì? Người ta biết cái tình cảm với nhau, nhưng chỉ luôn là đến một mức nào đó. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không thể vừa học được những thứ đó, vừa có thể sống liên tục, mất đồng chí học liên tục đạo đức. Thì tất cả là đúng đúng.
Thank you.
Thank you.
cái gì đó bắt buộc phải có 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 cái gì Chị Hoa đang ngồi ở đâu rồi, giơ tay lên giúp em cái nào. Rồi, xin chị phát cái tờ giấy đó ra cho mọi người. Xin quý bạn chị em lấy cái tờ giấy này về. Trong đó nó có cái chủ đề con còn nhớ hay con đã quên, cũng như là cái bài hát này. Mỗi lần mình hát bài này, hãy hát với tất cả lòng cầu nguyện của mình. Xin đừng quên những kỳ công Chúa đã làm. Mình nhắc mình, nhưng mà mình cũng xin Chúa nhắc cho chúng ta. Thì chắc chắn quý bạn chị em sẽ khác. Và xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đứng và chúng ta hát với cái tâm tình đó, với cái tâm tình là xin Chúa nhắc cho con những kỳ công Chúa đã làm trong đời con, những ơn lành Chúa đã từng ban để đức tin của chúng ta được làm mới lại ít nhất trong giây phút này, trong ngày hôm nay. Đừng lãng quên bao kỳ công Chúa đã làm, đừng lãng quên quên ơn lành Chúa đã ban. Thêm một lần nữa, đừng lãng quên bao kỳ công Chúa đã làm, đừng lãng quên quên ơn lành Chúa đã ban.